trời. Vô đó ngồi dính nữa bây giờ. Nó đụng cái hộp số dưới là nó dướng đất rồi. Đây xe 105 mít thì ngày hôm sau rồi các bạn. Hôm qua thì cắt cái miếng này mà đúng quá rồi, chạy đi cắt cái miếng gò chứ các bạn. Giờ chưa lại cắt cuối cùng nè. Này khai nước vô lúc giờ này chạy cũng đỡ. Quá lúng các bạn ơi. Hiện tại đang chạy xa ra để rửa bánh xích cây các bạn quay lại. Quá trời bay này bảo vô nữa. Đến luôn. Quá dữ các bạn ơi. Phải 105 mít rất là mạnh nha. Quá trời. Dạ. À. Tổn đó. Cũng hên với các bạn đó. Đó mà nó dẻo dẻo rồi nước đầu khai vô. Còn
và kênh cô gan. Dính nữa bây giờ. Nó đụng cái hộp số dưới là nó dướng đất rồi.
dính rồi. Qua bên kia luôn đi trời. Rồi bắt đầu vô đây luôn các bạn ơi. Quá trời lội đã luôn các bạn. Đi xe tăng. Trơn cái miếng ruộng này luôn các bạn ơi, rất là nhiệt tình nha các bạn. Tại thì máy rất là lúng, cố gắng cái máy anh máy này chạy đồng rồi các bạn. Kêu mấy xe bánh xích á, nó chạy hết lúng đó. Để cơi cơi cho rồi. Chở lúa bó vô suốt các bạn ơi. Quá trời lội đã luôn các bạn. Đi xe tăng.